Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải thôi. Bây giờ thì Khải sẽ tiếp tục với cái series đọc dây chuyền hiệp cốt này nè. Hôm trước thì Khải đã đọc dây chuyền cốt được khá là cả hai rồi. Đó. Và lúc nãy Khải đã lên được ấn khán hộ 23. Thì sẽ đồ Khải như thế này nè nè. Sẽ đồ Khải là thực sự là Khải đang muốn ưu tiên thủ lý mọi người. Nên là Khải đã bớt đi cái hiệu ứng 40 chón. Thì nói chung đỡ giao tranh đi cùng với bang ở những cái bãi quả này nọ, đi boss này nọ thì đỡ mất phần thủ lý, Khải phần thích hơn nè. Đây, hôm trước thì mang nón 25, 12, 25, 20, 25 phòng thủ này, 20 điểm chậm này, nón khá đẹp luôn. Rồi, đây lưng thì 19, 20, có 40 chậm rồi. Một đôi giày 27, 21, 40, thì Khải được 80 điểm chậm và phòng thủ khá đều. Và hôm trước Khải mang một tay kháng hỏa, thì bây giờ Khải mới đến đạo, Khải này thay qua một tay phòng thủ lý cho nè. Rồi, sinh lực khá đẹp luôn. Đó, thì Khải có cho mình là mắt phòng thủ một lý và cái kháng hỏa thì hãy bù vào cái ấn kháng hỏa 25 chỗ này vậy nè. Đó. Thì kháng hỏa Khải có là 15 và 23. Đó. Rồi. Đó nhìn sơ qua anh em kháng không? Kháng phòng thủ 15, kháng hỏa 15. Nói chung là tương đối được anh em ạ. Còn cái nào canh quá thì Khải sẽ mang cái nhân hiệp cốt vô, cái mang một tay kháng hỏa vào, thêm kháng hỏa lên thì phòng thủ sẽ giảm xuống còn 6 ít. Là sẽ đồ này. Giờ bây giờ Khải sẽ ép cái dây chuyền hồng mỹ tiếp tục vậy nè. Theo series tiếp theo đó là bắt thứ hai ép với hồng mỹ hiệp cốt nha. Lên tiếp go. Khả đang chuẩn bị đó là hai lần kèm với hai lần mỗi lần 500 xu thì tốn hết hai cây dạng và 500 xu. Ép cho anh em xem, cố lên cố lên. Đây ép đổi với hồng mỹ vô tình Khải thiếu cái mảnh kia rồi, được Khải đi lấy cái mảnh số 3 đó. Mảnh số 3 đâu rồi? Mảnh số 3 như là Khải đỡ ông Rương. Khải sẽ cần hai mảnh số 3. Đây, hai mảnh hiệp cốt số 3. Hai cái phôi ép. Rồi. Ép dây hồn mỹ hiệp cốt cấp 3. Đây này. Sẽ cần tỷ lệ thành công một chiến hiệp cốt cấp 2, một bí tịch này, một bí tịch giá trị hiệp cốt này. Tỷ lệ thành công có 30% rồi nha anh em. Lên lên lên, hay da, hay da, đẹp quá. Rồi tiếp tục anh em ơi, lên ba rồi. Ôi trời ơi, quá ngon quá ngon. Nhưng mà thời gian chúng ta bị thịt anh em ha. Không sao, chủ yếu mình lấy cái dòng kháng cả anh em ơi. Rồi bây giờ chúng ta đã lên rồi, bây giờ mình sẽ đọc cái thứ 4 nha anh em. Cái thứ 4 anh em ơi, cái ba đâm ra còn dư này. Đó, trời, đẹp quá đẹp. Rồi, làm thêm phát nữa anh em. Ngay gì mà không đọc. Tỷ lệ tiếp theo vẫn là 30% hay sao đây? Tỷ lệ 20%. 20% đã lên kháng cả 4 anh em ơi. Rồi, thất bại. Rồi, thất bại. Rồi, ok. Đập 2 phát lên được 1 phát. Ok rồi anh em ơi. Mất 1.000 dạng với lại 500 xu rồi. Ok, với một cái mảnh 4. Đây là kháng cả 3. Rồi, nói chung là bắt 2 này đập 2 cái lên được 1 cái cũng khá thành công anh em ơi. Bây giờ sẽ gom tiếp tục những cái mảnh thua hiệp cốt á. Rồi mình đỡ dành khoảng tầm 20 mảnh này nè, gia truyền thô này. Đó, mình ít nhất phải 20 cái thì mình đọc một lần, 2 cái hoặc 3 cái gì đó. Thì nó tỷ lệ nó sẽ ok hơn nè. Ok, sau khi lên kháng cả 3 thì sẽ có khả năng được kháng cả 8 nha nè. Đó, rồi. Quá ok luôn. Đó. Còn nếu mà như này Khải có nói sơ qua, nếu mà muốn đánh tống kim á, thì mình sẽ thay cái nhân hiệp cốt này vào. Mình mang một tay kháng hỏa và chống 40 này vào. Đó. Thì sẽ có 80 chón ở đá tống kim. Có 80 chón ở đá tống kim, đó nè. Đó. Chón 40 nè. Chón 40 nè, 80 chón. Đá tống kim thì chắc chắn ưu tiên nhờ hiệu ứng chón đánh mấy giờ đang nhiều nè. Đó, đồi bằng 80 chón, 80 chón, ok chưa. Rồi, còn bình thường thì thấy nhắn này vào. Mang một tay phòng thủ vô cho nó trâu, đó. Ok, rồi, quá tuyệt, cái này là quá này. Rồi, ok. Đây là kháng kèm 3. Thời gian động nó, thời gian cũng động nè. Hiệu ứng thời gian động, nội lực nó sẽ nhảy theo nha nè. Chứ nó không có đứng một chỗ 40 như anh em gia truyền từ đầu đâu nè. Đó, chung là khá ok. Kèm 3, giờ tìm mấy cái phôi gia truyền hiệu cộng. Để coi để còn có phôi này bán, phôi tầm này bán cũng tầm 50 xu mua được nè mà. 10 phôi còn tới 500 xu.
rồi cái đập hai lần tốn hai cây dạng với một, một kim thì tốn khoảng tầm 300.000 nè, 200 hơn. Tương đối khoảng 3 kim thì khoảng tầm 201. Đó, chắc chắn sẽ có nhiều người em hỏi là tốn bao nhiêu tiền thì đập một lần khoảng tầm 100k. Đập một lần khoảng 100.000. Cứ xịt là 100.000, lên hay xịt thì không biết mà cứ một lần đập là 100.000. Đập hai lần là 200.000. Hơn thì lên, còn đen thì chịu anh em. Giờ các anh bán cái gì rồi, ok. Đây nha, Khải sau cho anh em xem set đồ của ngày 10 Khải nha nè. Ngày 10 Khải thì Khải trước hay ạ là đồ đạc nhiều khi lên live á, anh em hay hỏi đồ đạc nhưng mà sự lúc đó đang live cũng như đang đánh kênh là Khải không có sâu đồ được. Ai sau cho anh em xem. Ngày 10 Khải đây nè mày, ngày 10 Khải cũng mắc 120 nha, cũng đường môn này cũng mắc 120 nha nè. Mới nhận hỗ trợ đánh mắc 120 rồi. Nhiều điểm quá trời nè. Cái này đỡ điểm có điểm tốt tốt là tăng vào Sơn Hà 2, ít hồi nữa nghiên cứu cuốn quy kíp Sơn Hà 2 cho đường môn nữa ok nè. À, mắt 120 rồi. Đây, đồ ngày 10 rồi. Ngày 10 này cũng mắt 120 luôn nha nè. Cái kéo 15. Thủ lý 15-30, sinh lực lực. Áo kháng lôi 22, phục hồi 40. À, vũ khí kháng lôi 27, sinh lực cao. Cơ tay kháng lôi 26. Ngọc bờ kháng lôi 29. Nhận kháng lôi 29. Nhận kháng lôi 27. Đại lông thủ lý 10-30. Và một đôi giày thủ lý 17. Ăn kháng bên. Đó, nói chung là thiếu mặt nạ với trang sức nữa, nó kháng cả 10 nữa, khá là trâu nè. Tại vì tầm này hết event nè, nên hai ạc nào cũng hết event, nên hết dòng sáng event luôn. Nó kháng cả nó xuống rất là nhiều. Tầm này có thêm mực nạ kháng cả thì kháng thải khá là đều nè. Kháng thải sẽ được là 75, 50, 53 và 61 đó. Thì nó sẽ khá là đều trên 50 nè. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên xem video ủng hộ Khải một like, chia sẻ, ủng hộ chơi em ơi. Và lần sau nếu có bắt thứ 3 thì Khải sẽ tiếp tục làm video ép dây chuyền hiệp cốt Hồng Mỹ cho anh em xem. Hiện tại là cấp 5 là mát nha anh em, cấp 5 là mát mà hiện tại Khải đã thành công được 3 cấp rồi, cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến cấp 4. Lúc nãy Khải ép thì tỷ lệ phần trăm chỉ có 20% thôi anh em, tỷ lệ lên cấp 4 chỉ 20% thôi, thực sự rất là khó anh em. Rồi chưa đến nói cấp 5 nè, tỷ lệ lên cấp 5 thì đây, tỷ lệ lên cấp 5 có 10%, what the hell. Tỷ lệ có 10% anh em, đó căng chưa, đâu phải đơn giản đâu anh em. Rồi ok, đã là một quá trình tinh luyện anh em à. Rồi cố gắng thôi, không biết sao cả, hên xui cả anh em ơi. Rồi, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ, bye bye.